giờ lựa chọn công chuyện rồi anh ơi. Nhưng mà anh thôi, anh làm gì? Anh Khánh hay điện thoại, đưa cái dưa lưới cho anh Khánh điện thoại đi. Rồi, anh Nam dưa lưới. À, là ép tôi vô làm dưa lưới luôn ha. Không có ép, thôi đưa đây tôi làm cho. Đâu nói gì được. Em nói là em đưa kèo không bao giờ thúi, kèo dưa lưới thì kèo thơm. Đi thôi. Dưa lưới là nó mọc ở dưới đất phải không anh? Trồng giống dưới như dưa leo vậy đó. Nó có dày leo lên luôn á. Giờ đang thu hoạch, giờ qua bên đó thu hoạch vườn bên kia. Là cắt dưa. Cắt dưa, làm giỏi á, 40 ngàn. Ở đây là mình chỉ trồng chuối không em? Dạ, ở đây thì mình có nhiều sản phẩm, nhưng mà tuy nhiên thì khu vực đây là diện tích nhiều là nó nghiêng về chuối. Các anh muốn có một cái công việc thì có thể thì em sẽ báo với nhân sự. Vậy thôi, giờ mời hai anh ra đồng đi cùng với em ạ. Lần đầu tiên em được đi xe buýt. Xe buýt cài. Xe buýt cài. Mát hơn xe buýt bình thường hả mọi người? Thì sớm là mình đã được một tiếng làm cái phần công nhật rồi. Chuyển qua đây thì mình sẽ làm tính khoán. Là mình đi liên tục luôn hả? Ngày nào cũng sẽ thu hết. Chỉ có ngày chủ nhật là mình quy định nghỉ thì mình tách cái ngày đó ra thôi. Mình không được để chính quá. Không được anh. Cái nguyên tắc là mình canh mình đo sai đủ sai là mình thu. Và mình không để cho nó để quá tuổi. Quá tuổi thì nó dẫn đến cái tình trạng quá sai rồi nó dễ chín sớm. Giống như anh vậy á anh Luật. Anh là anh chín sớm lắm á. 16, 17 tuổi là anh chín rồi. Em, anh nghe nói dưa lưới ở đây thu hoạch 1 kg được 400 ngàn tiền công hả em? Lớt. Bữa đó ổn chưa? Qua đây nguyên cục thanh nạc luôn. Cắt dưa lưới xuất khẩu 1 tiếng 400k. Ngon quá trời. À, đâu có. Thế không? Giỡn nó cũng làm sẽ làm công ngày thôi. Cũng giống vậy thôi. Thời điểm này mà trong đó rất là nóng. Thì độ trong đó nó lên khoảng 42, 43 độ C vậy đó. Mọi người hiểu rồi đó. Nó như thế nào? Anh Đạt tướng anh Đạt ảnh đã vậy rồi. Nó vô giỡn là còn khéo nữa. Thôi đừng gọi cho ổng. Gọi ổng mất công tội nghiệp ổng. Không chịu nổi rồi. 1 km là bằng 1.000 m đúng không? Dạ. Mà 400 hecta đó là 40.000 m, là đó là 40 cây số đó. 400.000 m chứ. Dạ. Ghê chưa? Là đi ngày hết không? Không hết nổi em. Không hết. Một ngày đi theo đường chắc hết rồi. 400 hecta đây là chuối không hả? Có khoảng 200 hecta là chuối anh. Còn lại thì những cái cây trồng khác. Dạ. Thì một tí xíu mà mình sẽ khởi động cái đầu máy này nè, mình kéo toàn bộ cái dây chuối này mình. Và nó sẽ đi theo vòng gọc, nó đi theo đi vô nhà máy luôn. Một dây chuối này thì mình sẽ kéo khoảng 80 buồng trên một dây. 80 buồng. Trời, mình dép mình đi xa dữ vậy hả? Dạ, đi tới 100 m luôn. 100 m đường chuối. Rồi mình cắt khoáng tính theo buồng nha, thành ra không có lựa buồng nhỏ nha. Cứ buồng đụng buồng nào thì thu buồng đó thôi. Ủa em chỉ anh trước một cái. Rồi bây giờ là mình sẽ kê cái miếng giác vào. Rồi sau đó thì cắt xuống dây rồi mình giác ra ngoài. Ông anh của em, anh ấy làm cho em tự hào với anh. Rồi cây sát nha, anh cây sát nha. Cắt đi. Trời ơi. Chết. Rồi lưu ý giùm em, mình đi né những cái dây trống nha. Rồi cây sát ra ngoài đi anh. Đi đường nào ra? Đi luồng đại đi, miễn sao được cái dưới dây này rồi. Đứa ai trời. Ở đây mình sẽ chia ra người cắt, người chát. Rồi chưa? Rồi. Từ từ luôn hả? Trời ơi, đau lưng luôn á. Một ngày anh giác nhiêu buồn anh? 300-400 buồn. Hôm qua giác 600 buồn. Hôm qua giác 600 buồn. Hôm buổi sáng hôm nay là ví dụ như giao cái lịch thu là chẳng hạn như 200 buồn. Thì tổng cái số người trong cái nhóm này ví dụ như là 6 người thì sẽ thu hết 200 buồn vào trong nhà đóng gói. Thì với một buồn là 6 ngàn thì sẽ chia ra cho 6 người đó. Dạ vâng. Người buồn nữa là kiếm chỗ chôn tôi luôn đi chứ. Cái buồn 55 kg mà đưa lên tôi cái chắc tôi đi luôn quá. Rồi một ngày ông vác 400 buồn, một người vác 60-70 buồn trời ơi. Một buồn là bèo bèo phải 20 kg. Có buồn 30 kg, có buồn 50 kg. Một ngày ông vác 1 tấn mấy á. Hồi nãy nghe mấy anh trên xe nói là cái buồn mấy anh từng vác nặng nhất là 55 kg. Thì nó có khoảng cỡ 60-70. Trời ơi, sao có thể khỏe tới như vậy. Ah!
nặng á em ơi. Gà nặng hết ơi. Quá tiện luôn, mới trên đường cá là thấy. À, cái miếng này gọi gọi đúng chuyên môn, từ chuyên môn nó là gì ạ? Cuna. Cuna, mấy ảnh vác chuối mà ảnh chạy không à. Mình không biết đường, mình vừa vác cho anh thấy nặng quá là mình quán hết rồi. Cái này là mình thu hoạch bao nhiêu buồng mình mới nghỉ Hùng hả? Hôm nay lịch thu khoảng gần 500 anh. Hả? Trời ơi bão tóc mưa sơn. Hôm qua thì 700. Là nãy giờ mấy anh em đã thu được bao nhiêu rồi ạ? 4 rồi. Nói gì 4 giây hết. Còn giây này nữa là đủ. Bộ này phải 50kg có à. Hay quá. Tập tay nhé. Khỏe quá. Nó đã dù là có cái đầu kê kê ở đây rồi nhưng mà nó cũng rất là đau. Cái miếng vác này trọng lượng nó cũng đã cỡ 6-7kg rồi. Bắt buộc mình phải kê miếng vác này để cho chú nó không bị chày. Yeah. Anh trai chỉ em cắt cho anh trai. Để em cắt cho nghe em nó hứng. Anh làm sao mà anh giết nghe em anh á. Nó nằm ngang ngang qua nó không đứt nổi. Phá này, coi gạch. Ngang qua nó không đứt nổi. Phải gạch, gạch đi. Gạch không nổi. Ôi, cũng phê lắm chứ giỡn sao trời. Để quăng qua. Rồi. Rồi, cắt rồi, cuối. Không tên. Giật mạnh nha. Cái một đứt nữa. Trời ơi. Chắc mạnh. Xin lỗi em, xin lỗi em trai, xin lỗi em trai. Xin lỗi em trai, dây rứt lắm em trai ơi. Em vẫn sẽ là em của anh. Trời ơi trời, chết nghe em tôi rồi, 40kg đây đây. Làm nông nghiệp cực lắm mấy anh ơi. Rồi, gác tí xíu đi. Thu hoạch đó là cái câu được làm nhiều tiền nhất, nhưng mà là cực nhất. Còn là những anh em rất là lực lưỡng mới làm nổi việc này. Vậy là anh em cũng được đớp lực lưỡng mới được á. Em né ra Hùng. Trời ơi, anh cứ giật đi. Trời giỡn ngoài Hùng. Rồi giật đi. Né cầm. Trứng làm sao cô không vịt chú em. Người thông minh như vậy sống không có lâu đâu. Từ nha, từ nha. Anh Lực ơi. Từ từ em ơi, anh đang bị mệt trong này lắm em ơi. Em làm được ơi. Rồi tranh thủ anh Lực ơi, không để chú chờ lâu nha anh. Đi bộ gì đó, đi bộ gì đó. Em đi nổi không? Trời ơi anh ơi, ở đây em đi thì thôi, có vấn đề, có quan trọng anh đi được. Trời ơi trời, em đừng coi thường tụi tôi đi bộ, ngày nào tôi cũng đi bộ 7-8 cây số mà trời. Anh có thể đu á, anh có thể đu một cái vùng chuối để anh được di chuyển á anh. Thế này là mình đóng một lần là mình tính công hay là sao em? Một container rồi hả? Dạ đúng rồi. Container. Vậy anh nghĩ ra một container đâu có nhiêu tiền nữa coi. Cái giá mình bán đâu có mắc đâu. Nó khoảng công hàng á, công cho Hàn Quốc á thì nó khoảng 1.300 thùng. À. Công cho những cái khách hàng khác thì nó rơi khoảng 1.500. À, một thùng là bao nhiêu tiền? 13 kg chuối. 13 kg chuối. 17.000 kg, 13 kg. Đây là thành phẩm mà anh có ý định gửi tặng cho em với Hứa Minh Đạt phải không? Đúng rồi, sáng giờ làm cũng cực, giờ dạ. Lương dạ. Thì vỗ tay mà không nổi luôn, hai tay nó cứng luôn anh. Nói chung hai anh ai lòng giỏi hết á. Dạ. Rồi kỳ sáng làm vậy là bên kia anh sản phẩm được 300. Dạ, 300. Còn bên này anh Đạt mệt quá bỏ cuộc. Còn anh được nửa tiếng nữa. Nói chung là hai người giỏi đi, hai người. Dạ, hai người giỏi luôn. Lương người 200. Ôi trời ơi, anh ơi, là anh
rồi anh Nam ơi. Tặng hai anh thùng dưa nha. Dạ cảm ơn anh Nam. Mấy chục trái anh Nam? 20 trái. Ồ mọi người mọi trái. Cái này sao anh? Rồi anh Đạt tặng chị Long Bì Dạ nha. Dạ à, đây dưới ghi vô chứ để hồi nó chợ bán nữa. Dạ 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 đây đây anh Nam ghi vô để em giữ riêng trái này. Lâm Vĩ Dạ luôn, trời ơi giữ thiệt. Ôi ơi, ở nhà mà cũng có quà nữa dạ ơi. Hay quá. Cái này ngon nhất, ngọt nhất này. Hai đợi làm nhiệt tình quá. Dạ. Cái này ủng hộ bồi dưỡng. Ôi trời, trời ơi. Ơi. Cái này tôi bán là mua luôn. Dạ, dạ cái này ra chợ. Để tôi dạ, em bán được, em bán. Trời ơi trời, cảm ơn anh. Anh anh ba hả? À, đây là anh hai. Anh hai. Anh cũng dạ anh hai. Có gì dư vậy đó. Dạ, cảm ơn mấy anh nhiều. Trời ơi, cảm ơn mấy anh quá trời. Có tiền nhiều nữa nè. Có quà tặng về cho vợ nữa. Ờ hiền gặp lành anh Khánh ơi. Bởi vậy trời thương. Nhờ anh Nam ủng hộ tụi em cái chương trình này nói với bà con thương lái. Nhân công của mình coi chương trình Đệ Nhất Mưu Sinh được phát sóng vào lúc 20:35 tối thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV9. Còn nếu như mình coi muộn thì mình có lên YouTube mình sợ. Đệ Nhất Mưu Sinh là có. Cảm ơn nha. Cảm ơn nhiều. Dạ mọi người hãy nhớ ủng hộ Dưa Lưới Nam Huyền. Dạ cảm ơn anh. Dạ chào anh. Chúc anh chị luôn luôn vui vẻ và cảm ơn thành đạt nha. Dạ chào cô chú. Dạ chào mấy anh mấy chị nha. Dạ chào cả nhà. Dạ. Quá trời dễ thương rồi. Trời ơi ăn cơm ngon quá. Mọi người ăn cơm chung. Giờ này là làm mệt ăn cơm cực kỳ ngon luôn. Ủa bên mình có canh luôn hả? Đó. Bên mình có cơm luôn kìa. Vậy thôi tôi bỏ cơm tôi qua một bên nghe ăn chung với mọi người cho vui. Cơm tôi không có gì hết. Dạ. Mời mọi người vào đây. Quá trời dễ thương rồi. Dạ mọi người, mọi người ăn chung với em nha. Dạ tụi em có 3-4 cục thịt à, mọi người ăn chung cho vui nha. Dạ mời mọi người ăn cơm. Cảm ơn cái chung cơm. Dạ dạ. Dạ mời cái nhà chung cơm. Cho miếng cá nha Yến. Hay quá, cá kho tù khoái nữa. Cái này có Yến kho hả? Ủa công ty ăn cơm ngon như vậy hả? Rồi mọi người là ăn đều ăn giống vậy hết. Ngon quá. Ủa anh Hùng mới có anh giác chuối thì anh ăn cơm đâu? Sẽ về bên tập thể. À. Thế nhưng mình có khu để mình chia ra để cho mọi người đúng rồi. Sáng là một hộp cơm tôi 30, Đạt 30 là 60. Tiền xe lên đây đi làm 60 nữa là 120 nên là được rồi. 85 ngàn tôi lỗ 35 ngàn luôn đó. Một người ngồi đây bên sông im nghe nước chảy về đâu. Và tiếp theo là anh em mình sẽ làm gì hả anh? Mình có chuối, xin được bào được 2 thùng chuối thì giờ mình tính đường mình bán thôi. Dạ rồi. Dạ cảm ơn sếp. Dạ, cảm ơn. Trời nặng dữ vậy hả? Trời sao ông khiến thấy tỉnh bơ rồi trời. Dạ. Đó sao một ngày làm việc vất vả là chúng tôi được anh sếp lớn với lại một anh sếp nhỏ tặng cho 2 thùng chuối. Rồi ok cảm ơn mọi người. Một thùng chuối là 15 đô đó thì giờ mình bán khoảng 1 triệu một thùng được rồi. Bán như còn là thua tiền Quy Khánh luôn á. Tại vì ông Quy Khánh ổng bán một cái tấm thớt 30 ngàn, ông bán 100 ngàn. Anh với Đạt ghé vô chợ mua lương thực về nấu ăn nha. Anh mua thớt ủng hộ em cái anh mới bán thớt nè. Mua thớt ủng hộ em không? Hay quá em trời luôn thớt xong em bán kìa. Giờ không ai mua. Thớt nè xuất đi Nhật cho nên nó không có màu sắc gì hết. Này là size 25. Nhìn cái có giá trị là bây giờ anh Khánh sẽ ký tên vô đây cho anh luôn. Ký này có 100. Ký tên rồi sao giờ tôi bạm. Mình sắc bên hông đó. 100k một cái à. Kỷ niệm. Một cái hai. Có ký tên không? Trời ơi, ký chứ, em ký luôn. Thiệt tình luôn. Quá trời hay rồi. Tụi em phải đi bán hàng anh. Rồi.
Chị mua cái ủng hộ em đi chị. Chị qua đây để tiền nha. Đó, trời ơi, Đạt, từ từ, anh bán được cái thớt nữa nè. Thân nhân mua nè. Đâu, đâu? Trước mặt nè. Trời ơi, cảm ơn chị này. Thớt xuất khẩu đi Nhật nha, không có quá chất nha, đẹp nha. Cảm ơn chị nha. Bao tay. Hàm râu đẹp quá. Đẹp, mũi trẻ là phong độ lắm nè. 100k. 100k phải không? Cái thớt cuối cùng của... Đẹp cuối cùng luôn á. Đẹp nhất mưu sinh. Em chúc cho cửa hàng sữa đậu nành của anh trở thành một cửa hàng bự nha. Cảm ơn nha. Rồi anh nhớ coi chương trình ủng hộ tụi em nha. Rồi. Để nhất mưu sinh. Nhất nhớ nha. Rồi ân nhân hết rồi. Chọn hàng về. Yeah. Ôi ôi đảo quá Đạt ơi. Tôi bán hết hàng rồi. Không em sợ anh Khánh nha. Anh Khánh lấy cái thì... Anh không bán hay thì chứ. Dạ rồi, vậy là anh em mình sẽ về nhà tắm rửa. Đúng rồi. À. Martini cho nó đẹp đẹp lên. Dạ rồi, vuốt keo đồ tươm tất đồ Đạt đồ. Okay. Có anh em bạn bè uống say xong rồi về. Mới mua vậy luôn hả? Ốc định quá trời. Hồi nãy em mới nghe Hứa Minh Đạt nói đội anh Khánh đầu tư ghê lắm. Nhưng mà bây giờ có cách nào để vô lưới của em với anh đó mà bán cùng nhau để cho mình đồng hành cùng nhau được không? Được, mình cứ một mình quầy thôi. Mình quầy đó thôi, anh em mình bán. Đúng nhưng rồi. Mà tiền là tiền ai phải rõ ràng. Thì đúng rồi, bán chuối trả chuối, bán lưới trả lưới. Rồi lâu lâu qua cầm chuối bán lấy tiền bỏ túi mình luôn. Nói thì nói lý thuyết vậy thôi, ra bán rồi đóng đó không được là tôi với ông Khánh khóc tiếng tiều á. Trời ơi, tôi không ngờ bạn đầu tư vậy luôn á bạn Đạt. Đây nè, tay buôn đây nè. Ôi trời ơi, đây là con buôn thứ thiệt, quán quân mùa 1 mà. Mấy này bán cũng được nhưng mà lại giá hơi cao á. Khó quá. Tại cái này giống như mình chở củi về rừng rồi. Mấy bình này tính là dễ thương ha. Nhưng nó chỉ dễ thương với đối với người khách du lịch thôi. Cái này cũng có thể được ha. Cái ly uống nước cũng được, đựng bút cũng được, cái gì cũng được mà nó đẹp, dễ thương. Bán cũng được, đem nhà xài cũng được. Rồi chị Sơn Mài đi. Alo. Ủa chị hả? À, ai gọi luôn chú Linh hả? Đâu em gọi chị đó chứ. Ờ thì chị đây. Chị tức là bây giờ là cứ đưa 60.000 cái, mua 10 tặng 1. Rồi thí dụ mà lấy 20 cái thì là giảm 5% hả? Ờ, giảm 5% mà chị gửi xe xuống dưới. Còn nếu mà em ở đang ở Bình Dương luôn nè. Tại vì tụi em đi mưu sinh nè, thích nhiều mặt hàng ở Bình Dương lắm mà em chọn cái sân mài thứ 4 em bán để em giới thiệu cái ngành nghề này cho những người chưa biết cái nghề này với lại chưa có thích cái nghề này, cho nên là em chọn thứ 4 thì thứ 4 có hỗ trợ giá tốt nhất cho tụi em có thể để tụi em mưu sinh hơn. Tại vì khi mà em bán em rao là cái gì? Tính chẳng cho 50 á, rồi cái cũng tặng cho 2 cái. 2 cái tặng cho 2 cái. Rồi, vậy chị giao cho em 20 cái là tặng 2 cái là thành 2 cái. Là 1 triệu chẳng đúng không chị? Chị chẳng. Chị có giao liền gì mà em được không? Em nhắn địa chỉ cho chị. Liền rồi em sẽ trả tiền cho chương trình rồi chương trình chuyển khoản liền cho chị ha. Ok. Dạ rồi em nhắn địa chỉ cho chị liền nha. Rồi nhắn qua cho quá chị. Thương chị. Dạ cảm ơn chị. Dạ thôi chị tặng cho mỗi đứa thêm một cái nữa đi, coi như là 10 thành 12 đi. Là 24. Là 4 cái đi. Dạ, dạ cảm ơn chị nha. Dạ, cảm ơn chị. Ê, bây giờ mình có tấm bạc hay áo mưa vậy không? Ba ra mình bài mới được chứ. Ghế nữa, thay ghế để lên ghế cao mới được. Đem thay ghế cao theo. Cái này được không? Gì? Thớt này ghi được không? Thì đó, tôi cũng tính vậy luôn nè. Đó, mình kẹp vô vậy, một món 100k. Vô lụm. Bà con cô bác gần xa, ai mà không lụm, về nhà má la. Đi đâu mà dội mà vàng mà dấp phải đá mà hoàng phải dây. Dừng chân ghé lại nơi đây, mua giùm một món chỉ 100 ngàn. Cho tôi hỏi cái chữ nải chuối là nải dấu hỏi dấu ngã quên. Hả? Cái gì vậy nải? Dấu y dài á. Y dài. Nải, nải chuối. Y dài. Y dài dấu hỏi, nải dài chuối. Y dài dấu ngã. Y ngắn dấu ngã cũng được. Đó phải viết hề hề. Đúng rồi, nải chuối cũng được cho ta thắc mắc. Nải hỏi hay ngã vậy? Hỏi ghi hai cái luôn, hỏi với ngã luôn. Ai muốn đọc sao học? Một. Chờ. Ui chui. Chui, ui chui. Ui chui sắc chui. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Hàng quá thì rất đóng trọng mà bây giờ đang mưa. Không biết ra chợ được hay không. Trong đó vốn thiệt
tôi thống kê là 4 triệu bạc đó mọi người ơi, mà không bán được là mình sẽ ăn cho hết, mình sẽ ăn mài luôn. Bốn giờ anh em ơi. Lên đường thôi nào. Ông trời đang thương mình rồi. Hết mưa rồi các bạn ơi. Đại con ra tới chợ rải mưa nhông thôi. Ôi trời. Ê khoan, một nải 100 thôi. 200 một nải người ta chửi mình á. Rồi. Thôi lên đường. Cầu được ướt thấy luôn. Cầu được ướt thấy luôn. Đợi con ra chợ thấy mưa ông ơi. Em ơi, anh tới chợ này để anh buôn bán. Có thể cho anh mượn một cái góc chút xíu này khoảng 30 phút được không? Dạ dạ dạ, để vô để. Để đây, để vô, để vô, để vô, chị cho rồi. Hai ba giúp anh luôn. Hai ba. Cái gì vậy? Nặng như vậy. Ủa sao anh bị gì vậy? Rồi, hạ xuống rồi. Rồi. Rồi, nhẹ nhẹ vô này thôi. Có cái bàn, ông cho em mượn cái bàn khoảng 20 phút thôi. Rồi hết nha. Hết. Này bắt. Rồi alo. Lên hàng tẩu. Alo, alo. 1, 2, 3, 4. Alo, alo. Chào bà con cô bác chợ Vĩnh Tân nha bà con cô bác ơi. Hôm nay 4 anh em tụi tôi xuất hiện tại chợ Vĩnh Tân, buôn gánh bán bưng phục vụ bà con 1-2 bài hát để kiếm tiền mưu sinh kiếm sống qua ngày bà con ơi. Bà con thương tình ghé ủng hộ gian hàng của tụi em cảm ơn rất nhiều các bà con ơi. Rồi được rồi, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Rồi vậy cho tôi ké 1-2 nải chuối lên được không? Được. Mấy nó che mấy cái bao bỏ vô trong lại. Mấy bao bỏ vô trong lại luôn. Mình lấy ra bỏ vô luôn để hồi mình gói lại cho người ta cho nó nhanh. Ơi nãy chuối của bạn che mặt tiền của tôi. Rồi. Không phải. Không phải. Bạn hay lắm bạn ơi. Mặt tiền của tôi bạn ơi, bạn mượn rồi, bạn lấn quá bạn ơi. Ê cái gì 50 được rồi mày ơi. 1 2 1 2 3 4 5 6 cái gì 30 được à? 3 6 9. 20 được á em. 20 được á, 20 được á. Bà con cô bác gần xa cho em đây nhắn nhủ đôi lời. Đi đâu mà dội mà vàng, mà dắp phải đá mà hoàng phải dây. Dừng chân ghé lại nơi đây, mua giùm em một món chỉ có 100.000 đồng. Một món 100.000 đồng bất cứ cái nào hết. 100.000 giá quá mắc bà con ơi, mua giùm em. Ủa gì vậy? Ủa cái gì vậy? Một chút chuối có 20 triệu bà con ơi. Em giảm giá lẹ bà con ơi, mưa gió tới rồi. Dạ có ai mua chuối không hả? Một quả dưa lưới của một. Ủa trời, gớm cái gì vậy? Toàn sùng, toàn thật rồi vui em mà. Mua chuối nghe văn nghệ bà con ơi, đợi bà con tới đông đủ em con hát phục vụ nha. Nãy đi cưng ơi, trời ơi bán lẹ về em ơi. Ơi. Dạ. 20 Dạ. Dạ. Cảm ơn chị gái áo tím mua ủng hộ nãy chuối của tụi em nha. Chúc chị cầu tài được tài, cầu phước được phước nha chị ơi. Cảm ơn chị gái áo hồng nha chị ơi. Về xây chợ với cái bảng hoài vậy? Anh cứ sách hoài à, anh rao đi. Tôi phải lấy hàng ra chứ. Một nải 20.000 đồng giá mọi người ơi. Mua không? Mua. Vô. Một quán trời nãy anh chưa đếm được luôn á. Mua gì đâu mà. Đây nè, một món 100.000, anh thích lựa cái nào? Cái nào ngon? Cái chuối ngon anh ơi. Cái này đối thủ, đây là đối thủ. Chuối vậy có 20 cái nào? Chứ dưa lưới 100.000 anh ăn gì hết. Dưa lưới nó giá trị hơn, dưa lưới là đồn xịn đó. Thật không, thật không? Thiệt. Thiệt, dưa lưới trong siêu thị bán có 70.000 một ký đó. Đồ thật nè. Anh quay ra đây, mình em kéo anh vô mà sao vậy? Trời ơi, tao phá quán người ta nữa kìa. Anh mặc cả với người ta, em kéo khách đi. 100.000 một món, mua không? Mua không, mua không, 100.000 một món. Hai tay anh ôm xương rồng rất đau luôn nha mọi người ơi. Mua không chị?
100.000 cho bạn mua không anh trai? Dưa lưới với lại đồ mỹ nghệ mua không? Không, không luôn. Rồi em cảm ơn anh nha. Trời ơi, cảm ơn gái. Ôi, nó cái gì vậy? Dưa lưới 100k một trái. Thật quá vậy? Tất cả đều là 100k một trái. Sao hất dưa lưới tôi vậy bạn? Không ai mua ly hết luôn rồi. Cái gì? Chị không mua ly, chị mua dưa lưới cũng được mà chị. Mua rồi luôn, mua rồi luôn. Tấm hình ôm cái dưa lưới có 100.000 đồng bạc, quá rẻ luôn. Cảm ơn sự mến mộ từ chị gái nha, cảm ơn chị nhiều nha chị ơi. Rồi. Dạ cho em gửi chị. Dạ cảm ơn chị. Dạ. Con đem về đựng chiếc đẹp lắm con. Đồ mỹ nghệ đẹp. Đem về đựng chiếc đi mua con. Mua mỗi thứ một món luôn ha. Mua một món không có tiền thói đâu em ơi, lấy một món nữa đi. Rồi lấy món nữa. Yeah. Đúng rồi, dễ thương quá trời. Trời ơi, đội sơ mài của anh Tư Bốn nổi tiếng ở Bình Dương mà sao không ai mua hết vậy, trời ơi là trời. Hôm nay chú hai mẹ mấy anh chị hỏi một cái lễ. Cái gì? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Ủa là 15 là 300.000 là mình lỗ. Sao mới đầu không nói vậy đó? Trời ơi, bây giờ lỡ nói 20.000 bán lỗ rồi. Rồi thôi, thời gian khuyến mại đã hết, chú lên giá 30.000 nãy bà con ơi. Em bán 20 em lòi hỏng à. Em cái gì? 40 mày nói đi, làm sao tao tự tin tao nói. Dạ xin phép, thời gian khuyến mại đã hết rồi. Thì anh em tụi con sẽ bán là một nãy chuối như thế là 40.000. Dạ cảm ơn cô chú rất nhiều. Dạ anh em tụi em còn ít chuối. Chào anh. Mua cho em trái dừa hoặc món đồ có chữ ký nè anh. Dạ có ai mua chuối không ạ? 40.000 một nãy. Đi xuống bao la nông thôn đồng bằng, rời xa ồn ào để thấu hiểu cuộc sống nơi phẳng lặng. Gian nan khó khăn trước mắt sẽ là biết bao nhọc nhằn, nhưng đâu có sao vì thấy biết bao những điều tự hào. Thấy ai cũng bình dị, chân thật khiến lòng mình mê say. Thấy yêu hơn đời vì những điều ta trải qua mỗi ngày. Quyết tâm không thể dừng, ta thử thách những nghề đặc trưng, để xem ai tự tin là đệ nhất biểu sĩ. Ta sẽ trở về mái nhà. Dưa lưới còn có 4 trái nè. Dưa lưới còn 4 trái mọi người ơi. Qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Chuối 40 này 100, cái này mà cái này 100. Dạ em còn một nãy cuối. Cái này sơn mài thủ công luôn nè chị. Mua ủng hộ tụi em đi. Dạ chuối em hết rồi nha mọi người ơi. Bây giờ còn 3 quả dưa lưới, 6 cái ly, mỗi món chỉ 100k thôi. Bà con cô bác thương tình ghé đây ủng hộ giùm em à. Dung con người thiên nhiên, ẩm thực văn hóa bao miền. Rồi bây giờ là ly còn 2 cái nè. Đưa đây 4 người ký vô cái ly luôn. Bây giờ tôi quyết định, tôi sẽ tặng cho ân nhân của tôi đã chia lại mặt bằng này một cái ly làm kỷ niệm. Để đâu? Anh ký đây để tặng cho con bé chủ đây luôn. Đây chủ sạp ha, tặng cái ly nha. Cảm ơn em đã chia mặt bằng cho anh ngày hôm nay. Đây là ân nhân của chúng tôi ngày hôm nay đó. Các bạn ơi, đây là chữ ký của mấy anh em mượn mặt bằng. Cảm ơn bạn đã san sẻ niềm vui và cũng như là vị trí cho mọi người nha. Cảm ơn cửa hàng đối diện đã cho tất cả các anh quay phim Núp Mưa quay. Nếu không như có cửa hàng đối diện thì chúng tôi cũng không có những hình ảnh xinh đẹp lung linh này. Chị ơi, thần tài của em à. Em trả lời các bạn, em gửi tặng anh chị cảm ơn là nhiều một cái túi của mấy em 40kg luôn. Cảm ơn chị anh chị rất là nhiều nha. Dạ anh em tụi con cảm ơn cô chú rất là nhiều ạ. Và hẹn gặp lại cô chú ở một thời gian gần nhất ạ. Để nhất môn sơn, ta sẽ nhận được món quà quý giá, ý chí cố gắng đất nước ta ơi sao thời bao la. Khám phá mới thấy rõ nét chân dung con người. Có đôi lần thấm mệt vì gian nan, đôi chân run run nước mắt có khi rơi lòng hoang mang. Nhưng khi đi qua mới thấy trải nghiệm này thật xứng đáng, và mình luôn sẽ sẵn sàng. Còn viên mình là đúng hơn luôn á. Vừa về là mưa ầm được thấy không? Sáng lên trăng mùa thu, để tóc thu vàng. Chúng tôi đang gặp bão các bạn ơi. Gia đình đệ nhất mưu sinh đang gặp bão. Chỉ còn một cảnh cuối nữa là chúng tôi được đi về nhà với lại gia đình đoàn tụ với gia đình rồi. Cứ tự tin là mình sẽ xin hết mưa, nhưng mà không ngờ càng lúc mưa càng to nha các bạn.
quá là buồn, quá là buồn. Buồn đời thôi ngừng tiếng, mưa cho phố nhỏ càng buồn thêm. Buồn dã man, quá buồn luôn rồi, buồn quá buồn. Đối gì đâu tôi? Ai vậy? Má tìm thấy dép của Đạt. Trời ơi, ekip nhộn nhịp quá, đông quá, ổm rài là băng nhóm này. Nhìn anh em mình làm, cười khoái trá. Bây giờ mình sẽ nhìn băng nhóm này làm mình cổ vũ. Hay lắm nè. Cố lên, trời ơi, đẹp quá trời luôn. Mỗng rồi, một thùng ở dưới, một thùng ở trên. Ờ, cho tôi mấy nảy chuối giờ tôi ăn nha. Cái này là cái gì đây? Thật là bất ngờ. Wow. Trước mặt mọi người là một mini game nho nhỏ khá quen thuộc với ký ức tuổi thơ. Khi tham gia mini game này thì mọi người sẽ có cơ hội xóa đói, giảm tiền. Điều này đồng nghĩa với việc mọi người sẽ có cơ hội giảm hoặc là xóa hết những khoản nợ từ chương trình, hoặc có thể là thu thêm những khoản tiền khác để thay đổi tình thế hiện tại của hai đội. Wow, dữ dằn ta. Ok, ok. Chơi. Và chúng ta sẽ bắt đầu mini game mang tên Có Chơi, Có Chịu. Ủa, có chịu gì nữa vậy? Vậy là có hình phạt trong đây nữa. Chương trình khẳng định đây là cơ hội duy nhất mà chương trình ưu ái dành cho tất cả mọi người. Vậy thì bây giờ cho tụi anh chơi đi, tụi anh mắc chơi dữ lắm rồi. Xin mời mọi người tập trung về vị trí vạch xuất phát và nghe luật chơi. Đây là trò chơi quen thuộc tạt lon. Ôi với anh Khánh hồi nhỏ không có chơi mấy cái trò này. Nhỏ chơi bắn khung đồ nữa không à. Luật chơi như sau. Chúng tôi có những chiếc lon được đặt ở những vị trí khác nhau. Trong mỗi chiếc lon sẽ chứa đựng những phần thưởng đặc biệt hoặc là những điều kiện bắt buộc. Mỗi người chơi sẽ có một lượt sử dụng chiếc dép tổ ong đặc trưng của chương trình để tạt lon. Nếu tạt vào những chiếc lon nào sẽ nhận được phần thưởng và điều kiện đính kèm tương ứng với chiếc lon đó. À, ngã mấy lon là mình được mấy lon. Dạ đúng ạ. Lúc chúng tôi chấp nhận chơi có chơi có chịu. Trò chơi, có chịu xin được phép bắt đầu. Hốt. Trời ơi trời, được một cái mà vậy á. Đó là trăng vậy cha. Thì đó, nó có một đường một à, chúng là chúng cái à. Nó không có trơn nữa nha, cái dép này nó không có trơn nữa. Trời ơi, đôi dép này nó có gắn cái thắng cái gì trong đây nè. Ủa anh tôi gì vậy? Tôi giữ bí mật, tôi giữ bí mật. Có ghê quá, chúc bạn may mắn lần sau. Trời mình chơi, mình phó mặt. Mình phó mặt cái sự rủi ro cho ông luôn nè. Ông ơi, thương con ông ơi. Trời ơi. Em đi theo con đường của anh luôn á. Đỡ xuyên qua đây em phải chạy. Trời ơi, đó. Ê, tụi em bị cánh giá hay gì vậy, đi đúng đường kìa. Kỳ ta. Anh đợi, thuộc tay không luôn hả? Mình phải được nhiều, mình mới được trừ tiền thưởng. Phải không các em? Trời ơi, cái gì bùng đường đi hoài vậy? Ủa gì kỳ vậy
có đường đi hoài vậy? Không dính cái gì luôn Đạt ơi. Mày đi đường đó luôn đi, mày hộ cũng đi. Rồi tao xin ban tổ chức cho chơi lại. Người tạt được lon là người nhặt lon để tránh đánh tráo kết quả à. Đây nè, tôi đâu tôi bỏ là tôi úp lại liền mà. Rồi ăn ủi đi, hai người trời học cho cái ăn ủi đi. Hồi chiều giác chuối cái tay mỏi quá trời luôn nè, trời ơi. Trời ơi, nè nó sao lại nè. Hai mình lớn tuổi ha bạn ơi. Ừ. Cho ăn ủi nha. Ừ. Sau khi thảo luận thì chương trình đồng ý cho mọi người thêm một lượt tạt nữa. À, mỗi người luôn. Xin mời người đầu tiên của lượt tạt cuối cùng. Chung nè. Rồi chưa? Càng lé rồi nha. Hả? Kinh chán à? Kinh chán này à? Kêu nó xích vô chi? Lỗi tôi. Ê, đứng bên góc ông Khánh nè, dễ tạt qua hơn các bạn. Đạt tốt luôn Đạt ơi. Trời ơi. Trời, kiểu không cho quay phim quay luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần công bố kết quả của trò chơi có chịu. Anh Hứa Minh Đạt sau 2 lượt tạt không trúng một lon nào. Xin cảm ơn, không có gì. Người mở kết quả đầu tiên sẽ là ai à? Rồi tôi mở trước nè. May mắn lần sau, sao. Ủa có may mắn lần sau đó hả? Sau đây xin mời phần kết quả đến từ bạn Đạt Ri. Quýt cao 50%. Xe hình chiếc xe. Là anh em mình đổ quả được 50%. Wow. Trời, nhiều quá nha. Phần thưởng mà bạn Đạt Ri nhận được là giảm 50% tổng chi phí xe đoàn của bạn Đạt Ri. Của Đạt Ri hả? Bạn Đạt Ri có thể chọn một trong hai team để áp dụng cho mã giảm giá. Trời ơi. Tiếp em ạ. Team gì ta thì cho sống với nhau. Anh nhớ nó lộn đi rồi. Có cái gì hay lắm đúng không? Anh coi kết quả rồi, hơi bị hoành tráng luôn. Các bạn hãy bồi ba dê giùm tôi thật mạnh coi nào. 1, 2, 3. Giải đặc biệt. Yeah. Một cái gì nhất thôi. Trời ơi, ông này. Xin mời anh Huy Khánh lựa chọn một trong hai chiếc phong bì chứa đựng giải đặc biệt. Nữa hả? Giàu sang phú quý hay là phát tài phát lộc? Phát tài phát lộc. Anh đang hơn. Anh đang hơn. Rồi bây giờ mọi người mở tiếp đi, tôi mới coi. Tôi mở nè. Phần thưởng của anh Tiến Luật là giảm 50% chi phí sử dụng phòng máy lạnh trong một ngày. Quá hợp với anh luôn. Mà được tặng ngày rồi. Tôi được tặng một ngày. Tôi ngủ có một ngày à. Xin mời chiếc lon cuối cùng của bạn Đạt Ri. Thử thách 200k là gì vậy? Ồ, thắng là được 200k nha. Bạn Đạt Ri sẽ tham gia một thử thách cùng chương trình. Nếu chiến thắng, bạn sẽ nhận được số tiền mặt là 200.000 đồng. Rồi, ok, em chơi thêm một bậc nữa. Tiền tới rồi mà. Cố lên, Đạt ơi. Đừng bỏ anh ngang ruộng. Không phải anh, không bao giờ quên. Luật chơi của thử thách 200.000 như sau. Bạn sẽ phải chọn một thành viên trong 3 người còn lại để làm đối thủ cùng thực hiện thử thách này của mình. Còn ai ngoài Quy Khánh? Nếu mà Đạt thắng là Đạt được đúng không? Mình chọn đối thủ trước đi ạ. Anh Đạt lớn, Đạt nhỏ. Hai người thi với nhau đúng không? Song Đạt sẽ phải thi với nhau. Thử thách của chương trình như sau. Chúng tôi có 3 câu hỏi, người chơi có kết quả chính xác nhiều và nhanh hơn sẽ giành được số tiền là 200.000 đồng.
từ đối phương. Vậy là anh thắng, anh cũng được 200 ngàn đó Đạt à. Từ đối phương. Tại vì hai anh em mình đấu mà riêng em lên vô là anh thắng là anh được cũng 200 ngàn, anh thắng được 200 ngàn. Dạ nhưng mà là từ em hoặc là em được anh. Rồi rồi chết. Anh Hứa Minh Đạt đã hiểu luật chơi chưa ạ? Rồi hiểu. Xin được lặp lại, ai trả lời chính xác nhiều và nhanh hơn sẽ nhận được 200 ngàn đồng từ đối phương. Từ đối phương nha, chết trời ơi. Hả? Là tự nhiên một hồi tôi tốn 200 ngàn hả? Tại sao chọn tôi chi vậy? Tôi đâu muốn ăn thua với chương trình, tôi đang nghèo khổ còn bóc lột tôi nữa. Thử thách xin được phép bắt đầu. Không, tôi không đồng ý. Mọi người đã đồng ý tham gia trò chơi có chơi có chịu rồi ạ. Đúng rồi, chấp nhận. Chơi có chịu. Gà vô liền. Chơi à? Đúng rồi, lỡ rồi, chơi đi. Lỡ đâu em thắng sao? Đừng có nghĩ mình thua, phải nghĩ cái tích cực lên. Câu hỏi đầu tiên, Bình Dương có bao nhiêu thành phố, kể tên ra. Một thành phố. Hả? Thành phố mới. Sai. Bình Dương em nghĩ là cũng một thành phố mà thành phố Bình Dương. Tân Quyên, Thủ Dầu Một. Rồi cái gì nữa đó? Đáp án của chương trình là Bình Dương có 4 thành phố cho đến hiện thấy nay chưa? Thành phố Thủ Dầu Một, thành phố Thuận An, thành phố Tân Uyên và thành phố Dĩ An. Dĩ An là cái nơi mình tới hoài luôn. Nhiều khi hai thằng không biết gì luôn á thiệt. Rồi tính ra chương trình này hay ha. Vừa giúp mình mưu sinh, vừa giúp mình có thêm kiến thức. Hay quá trời. Câu hỏi thứ hai, ai trong số những nghệ sĩ dưới đây có quê ở Bình Dương? Số 1, diễn viên Johnny Trí Nguyễn. Số 2, ca sĩ Mạnh Quỳnh. Số 3, nghệ sĩ hài Hoàng Sơn. Số 4, ca sĩ Quốc Thiên. Và số 5, là diễn viên Chi Bảo. Trời ơi, quá dễ luôn. Dạ ba. Đáp án của Song Đạt là ba, anh Hoàng, anh Hoàng Sơn. Anh Hoàng Sơn. Số 4, Quốc Thiên. Đây, thôi, tôi với Hoàng Sơn đi chơi với đây hoài, yên tâm. Tôi kêu cái lỗ tai nghe cái mắt nhìn tôi đi, không chịu. Tôi làm rớt tờ giấy vậy, tôi nhìn lên vậy rồi, có nhìn tôi nữa. Tôi với Hoàng Sơn về đây chơi hoài, yên tâm đi. Trời ơi là trời, gia đình Hoàng Sơn ở đây đông lắm. Xin chúc mừng, người có đáp án chính xác trong câu hỏi này là bạn Đạt Si. Tuy nhiên, trong câu hỏi này có thêm đáp án khác, đó là diễn viên Johnny Trí Nguyễn. Nếu mọi người chọn một trong hai đáp án đều sẽ đúng. Tôi là Johnny Trí Nguyễn ở bên Mỹ mà. Câu hỏi số 3 liên quan đến toán học. Rồi, cái thứ đó là tôi thua nha. Không biết. Gãy đầu rồi kìa. Ông Đạt học giỏi lắm. Hai người đeo kiến là thông minh nè. Câu hỏi như sau, ngôi nhà chung của chương trình Đệ Nhất Mưu Sinh chặn Bình Dương tọa lạc tại phường Vĩnh Tân, thành phố Tân Uyên. Một hôm, sau chuyến mưu sinh đầy vất vả, các nghệ sĩ được hàng xóm tìm đến để gửi con nhờ trông hộ. Giá trông trẻ 1 tiếng rưỡi là 200 ngàn đồng. Kết thúc giờ trông trẻ, các nghệ sĩ đã để cho ba bé làm hư hỏng 2 món đồ chơi. Mỗi món đồ chơi trị giá 39 đến 49 ngàn đồng. Hỏi bé nhỏ nhất bao nhiêu tháng và tên là gì? Cái gì vậy? em biết nó tên là Bon Bon mà 10 tháng mà hết tuổi. Bạn thua rồi. Rồi tới tôi. Xin chúc mừng bạn Đạt Si. Vâng, chúng tôi có công bố là trả lời đúng và nhanh nhất ạ. Em thấy chưa em ngộ? Anh chủ em mấy ba rồi thấy chưa? Anh xin ra là để làm mấy cái trò này nè. Anh nhớ là 10 tháng thôi, em nên nhớ là tên là Bon Bon. Và người chiến thắng cuối cùng trong thử thách 200 ngàn đồng là bạn Đạt Si với kết quả đúng 2/3 câu hỏi. Khoan để tôi thương thảo với em tôi. Em à, dạ. Lẽ nào anh đứng ra chơi với em nãy giờ đúng. Lấy anh 200 ngàn. Anh em mình được phân chí là anh em mình hòa bình mà. Đúng không? Anh đưa em 100 thôi. Em đưa em... Đúng. Là nhẹ lại rồi. Đúng rồi, nhẹ đúng không? Đúng rồi. Thôi được, mới ba số phận mà. Chứ lợi bữa nay mình cũng khắp khá không sao. Trời ơi, quá dữ. Sao hồi nãy giờ tôi tạc, hôm nay ngày không phải may mắn của tôi bây giờ. Tạc không vô thì đang đứng chơi cũng tốn tiền nữa. Và không có gì phải buồn thì chúng ta vẫn không buồn. Buồn thì cũng buồn một chút xíu thôi, chứ không phải đến nỗi mà phải buồn hoài. Đúng không? Mưa nào mà hẩm lạnh. Không, nhưng mà anh cũng khá. Khá lắm, tôi đi bạn khá nhiều lắm. Anh gửi em hạt giống được không?
cái này là hạt giống đó, hạt giống tâm hồn chị giá của nó rất là cao. Nhưng mà đúng là phải anh đưa em này không, anh đưa hạt giống này không? Không, hạt giống giữ đi, đưa tiền đi thôi kệ, mình cũng khám khá mà. Quá thật là nhiều, mình nên chia sẻ. Vô à, kết à. Chúng ta còn một phần thưởng đặc biệt từ anh Huy Khánh, xin mời anh công bố ạ. Trời ơi, nó có tờ vé số ông nội ơi, giờ còn chơi may mắn với tôi nữa, giải đặc biệt. Giải đặc biệt, yeah! Trời ơi, đúng nghĩa giải đặc biệt luôn. Phát tài phát lộc luôn anh trai ơi. Hai tỷ, thiệt luôn á. Ở trong hai phong bì đặc biệt khác nhau như sau. Phong bì phát tài phát lộc là một tờ vé số được mua từ ngày hôm qua, xổ số vào 16h30 phút ngày hôm nay, nhưng chương trình chưa có giờ. Còn phong bì giàu sang phú quý có hai tờ vé số vừa mua tại chợ Vĩnh Tân hôm nay và sẽ xổ số vào 16h30 ngày mai. Để ra bắt ra quay thôi mà tạ còn la thấy mẹ luôn, anh em tương đàn nhau luôn. Cuối cùng giải đặc biệt chật luôn, rồi đau tim nữa. Trời tính ra trời, tính ra làm đạt là nó ngon nhất đó trời. Ồ, ngon, ngon. Ba tôi làm vậy bí hiểm lắm. Thôi, xong bóc cái giải đặc biệt. Xin mời mọi người đến với buổi tiệc tổng kết của chặng Bình Dương đệ nhất mưu sinh mùa 2. Thôi, tôi đi vô trước. Đi ăn thôi nào. Ẩm thực nhà gỗ. Số 1, gỏi bưởi tôm thịt. Món thứ 2, thịt heo ba chỉ luộc. Và đây là những nguyên liệu mà bạn Hoàng Yến Chi Bi đã gửi đến trước đó, nhưng mọi người đã từ chối. Tuy nhiên, chương trình vẫn nhờ các đầu bếp chế biến để thể hiện tấm lòng của bạn Hoàng Yến Chi Bi dành cho mọi người. Wow, quá dữ. Cảm ơn bạn Hoàng Yến. Cảm ơn Hoàng Yến Chi Bi. Số 3, cơm chiên nhà gỗ. Lương xào lăn bánh đa, ý nó là biên tập lương lẹo. Đúng rồi, lương xào lăn bánh đa là cho ekip ăn nè. Đúng như vậy. Vậy thì nào mình nâng lên. Lên lương, lên lương. Lên lương. Số 5, bò nhúng mắm rốt. Và tất cả các món ăn đã sẵn sàng, xin mời mọi người thưởng thức. Yeah, có mini game thấy không? Cái này cái gì vậy? Thật là bất ngờ. Thật là bất ngờ. Nếu mà theo em được thấy là em quan sát á, là tất cả những cái món được trưng bày ở đây á, là những hành trình mà tất cả các anh đã đi qua. Đúng, ghê. Những chiếc ly này là do chủ cơ sở Lò Gốm đã nhờ chương trình gửi đến anh Tiến Luật và khách mời Huỳnh Phương sau khi hoàn thiện sản phẩm. Ồ, bất ngờ quá, anh quên luôn á. Cái này nè, của anh là anh Khánh, Ờ, cái này của anh là tên luôn. Em làm á, này của Hoàng Yến nè, Hoàng Yến ơi. Thấy tụi tôi lo cho em chưa? Em đối xử với tôi vậy đó Hoàng Yến. Quá dữ dằn luôn, có quà về cho vợ rồi. Cái này là vợ yêu của tôi nè. Này của Quỳnh Phương nè, anh cầm cho Quỳnh Phương nha. Nè, ông của nội tôi vẽ bông nè, ông tự vẽ đó, con gà ông tự vẽ luôn á. Ừ, tôi vẽ nè nha. Này là tôi vẽ nè, Trời ơi, chim đâu mà bay. Ở trong lòng là tôi vẽ luôn nè. Dọn đồ ăn lên vậy? Dạ, nãy có mấy anh em mình thuê mà. Miếng thịt ăn nó lạc lạc, thiếu gì vậy? Thiếu gì anh ha? Thiếu nước mắm, nhìn có nước mắm không? Đây, để em đi lấy cho. Để em lấy cho. Em là khách mời không? Dạ, anh lấy giúp em, lấy mấy anh em luôn, đủ mặt. Mỗi người dán khỏi giành giật. Tụi em không ăn đi. Ăn đi lấy sức hại tụi anh nữa chứ. Nhưng mà thời tiết như này ngồi ăn nồi lẩu quay quần với mấy anh là quá vui luôn, quá kỷ niệm luôn. Thôi ăn giữa trời mưa vậy bộ. Ngon lành. Anh Khánh ơi, đâu vậy anh? Anh đang khui dây nước mắm mới, dây nước mắm cũ hết rồi. Anh đang khui dây nước mắm cần no. Khi nào anh Khánh anh cua xong anh bỏ lên anh về thành phố Hồ Chí Minh luôn không ta? Tâm hồn mình nó tá quả là cái cầu này mấy triệu. Này nói gì anh hay quá vậy? Phụ.
Đây, đây, đây. Chấm vô cái bảo đảm ăn nó khác liền. Thịt luộc mà không có nước mắm sao mà ăn. Em cũng đợi chấm với lại bò nữa nè. Chưa? Ngon. Dạ. Đúng là đậm đà vị truyền thống mà không bị mặn gắt nha. Dạ. Cái hậu nó ngọt ngọt. Ngọt ngọt cái sao? Nó ngọt ngọt dễ chịu lắm. Trời, chứ dạ còn gì nữa. Đúng là nước mắm cao đạm từ cốt xịn Phú Quốc. Muốn không? Dạ vâng. Ăn thử miếng rồi. Em ăn nè. Anh chấm thêm miếng nữa mà được. Bùi Công Nam nó dặn, nó nhắn tin riêng anh Khánh, gì thì gì chứ cũng đừng tin anh Lực quá. Tôi nói với anh là nó đi Thái Lan nó báo tôi không biết bao nhiêu tiền á. Nhưng mà dù sao thì em thấy là anh Nam rất là yêu thương anh. Tại vì nãy anh Nam có nhắn tin riêng cho em. Ừ hả? Là hỏi cái tấm hình hôm qua mà lúc anh ngủ anh dựa vai ba anh em mình chụp hình với nhau ấy. À. Dạ anh nói là có thể nào là cho anh xin cái tấm hình đó để em chụp bằng điện thoại gửi qua chảnh không. Mà em thấy anh thích quá em mới nói là Thôi để về Sài Gòn em sẽ xếp tấm ảnh đó qua cho anh. Mấy ngày vừa rồi rất là ý nghĩa. Ít nhiều gì anh em mình lúc mà làm việc trong nghề thì em thì ca hát, các anh cũng công việc khác ấy, cũng ít có dịp để mấy anh em mình có thể thân thiết với nhau vậy. Chung là thấy là một người khác, giống như một ngày mà mấy anh em mình không phải là ai cả, một người bình thường nhất. Mình những người bạn đồng hành cùng nhau, kiếm ăn được bao nhiêu về chia sẻ với nhau. Hôm nay tôi kiếm được nhiêu tiền đó đó. Rồi mua cái gì nấu cơm ăn cùng nhau. Em rất quý trọng những cái khoảnh khắc như thế này. Đây nào. Khi mình làm việc với Quỳnh Phương, hai anh em ngồi bắt đầu tính, Phương kêu anh tính làm gì. Anh đừng có đặt nặng thắng thua vô đây. Mình sống sâu sắc trong hiện tại đi. Đúng rồi, là tôi nói sống sâu sắc luôn bạn. Là tôi không còn tính gì luôn á. Xong cái lúc nó đi nó bỏ lại 2 xị. Nó thiếu, tôi trả. Sâu sắc xấu luôn đó. Là sống sâu sắc trong hiện tại và sẽ mắc nợ ở tương lai. Rồi hơn nữa là lúc đầu vô, ngày đầu tiên là anh đề phòng anh Khánh lắm. Nhưng mà tự nhiên cái hành động của ổng, ổng đi đâu á, ổng đem một cái hộp bánh khọt về đưa cho anh ăn. Anh bị rây rứt, anh bị cảm cái việc đó. Vậy là em có lén tụi em ăn cái gì mà em không đem về cho tôi? Tôi ăn hủ tiếu, không phải là tôi quên anh luôn, mà thiệt sự là tôi quên. Xong rồi khi anh bước ra giống như anh nhắc cho tôi một cái bài học vậy đó. Rồi mình bị rây rứt. Bậy rồi Lực ơi, bậy rồi. Chi vậy ba, làm vậy làm chi? Mà ổng đàn ông nữa. Cái lưng tôi á là bị lưng võng, tôi không có nằm mấy cái bản này được. Tại vì khi tôi nằm mà tự động cái cột sống tôi nó bị hở lên khúc như nè. Tôi nằm tới đêm là nó đau, chịu không được. Tôi ra tôi nói nhỏ ổng bộ: anh Khánh cho em ngủ trong phòng nha, bị cái lưng em bị giống như ơi ngủ đi có gì đâu. Mình thấy ồ ông này ghi điểm với mình hoài ta. Cho nên là từ đó về sau với mình tất cả mọi chuyện nó chả là vấn đề gì hết. Đó, ổng ghi điểm trước, sau đó là ổng mới thẻo mình từ từ. Thấy ghê rồi, thấy ghê rồi. Ổng á, thật sự ra đây những bạn này là những cái đứa mà học trò của ổng không á. Hello. Bạn thấy không nè, ra ghi điểm nè, tất cả cái lon đó là sẽ có A, B, C, D các kiểu. Đặt đúng lon đặc biệt cho em. Ờ, đúng lon đặc biệt, đồ này kia. Cuối cùng tôi không được giảm một đồng nào luôn. Học trò kỳ quá. Sao tôi đã không chơi cuộc chơi từ ngay lúc đầu luôn mà vẫn bị thăm 100 ngàn. Như cái số bạn ơi, không biết được. Trong 4 ngày đi làm công việc mà anh làm ấn tượng nhất là làm mây che lá. Anh thích cái không khí đó, anh thích cái không gian đó, anh thích luôn cả những người chủ và những người công nhân đó. Mình bước vô công ty mình biết là công ty làm ăn được nè. Đối xử với lại nhân viên tốt nè. Và một điều nữa là mình thấy là cái cô chủ của cô 71 tuổi mà cô rất là năng lượng nha, rất là tốt bụng nữa, cô giúp cho những người tàn tật ở trong khu vực đó có việc làm này kia đó. Thấy họ cực nhưng mà họ có thành họ quả được, có thành quả, họ xứng đáng, mình mừng cho họ. Ngồi trên xe em có nghe anh Lực nói hoài về cái công việc này, mà anh đi đâu cũng kể về cái công việc này một lần nữa với một người khác. Dạ. Anh rất ấn tượng sâu sắc. Chứ bây giờ bỏ người ta rồi, người ta làm việc gì giờ? Sống với mình bao năm.
em. Cái công việc mà em yêu thích nhất á là lúc mà mấy anh em mình cùng nhau buôn bán á. Khúc đó em cảm giác em không phải là em, không phải là một cậu ca sĩ, không phải là nghĩ ngợi về những con chữ nữa, mà em nghĩ là em chỉ là một thằng Đạt đang đi bán hàng rong, đi bán hàng, đi bán kiếm tiền để sinh sống cùng anh em. Còn anh Gánh ấn tượng nhất là công việc gì? Ấn tượng nhất là cái chỗ làm thớt. Tại vì mình ở nhà mình thấy một cái thớt nó rất là đơn giản. Mình không có nghĩ là cưa cái gỗ ra xong làm sơ sài. Nhưng mà nó qua từng gần cái chục cái giai đoạn nó mới ra được cái thớt cho mình sử dụng. Và đặc biệt ở đó cũng có cô chủ, cảm nhận của những người chủ mà thành công mà đi lên, mà từ những người như anh em mình mà đang đi lập nghiệp á. Cho nên là rất thương những người đi lập nghiệp mới. Không trừ lương thì không trừ, tại giờ tôi bay khổ quá đi xin việc trừ vậy. Cho nên là mình cảm thấy mình gần gũi trong cái nhà xưởng đó. Điều đặc biệt đó là những cái chỗ như vậy nha, họ làm phải 20 năm, có người làm 20 năm. Đúng. Là một công việc một giống thôi. Giống như cái cô mà vẽ cái này nè, làm 17 năm chỉ một việc này thôi. Chỉ ngồi một chỗ xong rồi vẽ này thôi. Một việc một, một ngày làm 8 tiếng. Và cứ như vậy hoài, có nghĩa là họ phải đủ yêu thương cái công việc của họ. Giống như cái ông đi lưới cá cũng vậy, mình hỏi ổng có ngày ổng sẽ lưới được 10 triệu nhưng mà có ngày không lưới được gì hết á. Rồi phải đeo ống thở lặn xuống để bắt tôm này kia nọ, lặn rồi 20 mét nước. Căng lắm chứ bộ, hỏi sao không lên bờ làm. Thôi giờ lên bờ làm không nổi đâu. Ông khỏe cỡ đó đâu mà vô lòng ông nổi. À, chỉ cần hai con thôi à, chiên lên cái bứt lục bình vô cái chấm ăn cái rồi. Đó là họ mình giống kiểu như là mình si mê một cái công việc gì đó rồi là mình chỉ biết đúng cái công việc đó thôi, mình không quan tâm tới cái xung quanh. Mà ra làm những hai ngày hôm nay là trải nghiệm rất là nhiều nghề, ví dụ là nghề cắt bự bắt đầu là không có đinh ninh là chủ họ sẽ cho mình cắt cuốn đâu, tại cái công đoạn là rất là khó. Tại cái cuốn đẹp thì cái bưởi nó mới có giá trị. Mà cô Cúc vẫn tin tưởng là cho hai anh em cắt cuốn và cổ ngồi của cổ vũ. Cổ còn khích lệ nữa, cắt sai cổ khích lệ. Không sao đâu, bình thường. Cắt rất bực. Không sao đâu, ai mà không dạy, lụm đi con. Để riêng ra. Thật trời ơi, ai cũng vậy, từ từ mới quen chứ. Lụm để riêng ra một góc. Người ta cũng thương mình lắm mới được cái mức giá người ta trả lương là 68 ngàn. Đứng lên quá sức như hồi trưa này. Đó, tôi dặn đó. 70 độ, mà nghĩ đi. Ở trong đó, chịu không nổi. Vô cái người tự nhiên cái nước có chảy nha. Giống như mình vô chỗ sông hơi, nước có chảy hồi. Em là y chang luôn. Hôm bữa em vô lò lưu đó, em đứng ngay cái lò đó, nó phạt cái hơi ra mấy cái lại bị choáng liền luôn á. Phải liệu cơm gấp mắm chứ, thấy không nổi đâu. Mà thì cứ nghĩ thiệt, vô chịu không nổi đâu. Em nhát 3 buồn chuối không là em nắm đuối luôn mà. Giờ no chưa? Rồi. Theo tính tiền của mình đi. Đúng rồi, tổng kết đi hả? Chứ để mình còn tính tiền của mình nữa. Tính tiền của mình. Thẻ theo yêu cầu thì chúng tôi xin phép thu những khoản chi phí mà mọi người chưa kịp thanh toán cho chương trình. Đầu tiên là chi phí phòng máy lạnh. Anh Tiến Luật được miễn phí phòng máy lạnh một ngày. Từ trưa ngày 13 đến hiện tại là 2 ngày. Rồi là 2 ngày. Nhưng anh Luật lại tham gia trò chơi có chịu đã giành được discount 50% tiền phòng của một ngày. Nên tổng số tiền máy lạnh là 73 ngàn. Không, 73 ngàn nè, đưa 75 ngàn luôn nè. 75 ngàn bo luôn, 2 ngàn luôn. Team anh Tiến Luật đã sử dụng một cây bút của chương trình để ký tên lên heo đất bán cho khách. Giá của cây bút là 10 ngàn. Thấy chưa, tôi nói rồi, em thấy chưa. Giờ anh trả cây bút đó lại được không mà? Không, giữ đi em, giữ đi em, giữ. 10 ngàn. Lại đây. Nhớ da là giữ đi trời, em quên luôn đó. Tiếp theo là tiền xe di chuyển. Mỗi team có 4 ngày sử dụng xe đoàn di chuyển tương ứng với 4 chuyến xe đi và về. Riêng ngày cuối cùng thì mọi người đã dùng xe để đi buôn bán, vì thế sẽ cộng thêm một chuyến. Một team á. Tổng cộng mỗi team sẽ có 5 chuyến đi về, tương đương với số tiền là 300 ngàn. 300 ngàn nhưng mà bên anh được discount 50%. À, 150 thôi. Vậy ta. Có thể bài á. Chương trình xin được đính chính là discount 50% tiền xe của Đạt G khi bạn bắt đầu tham gia chương trình. Đồng nghĩa với việc là bạn chỉ được discount 50% của 3 chuyến di chuyển ở 2 ngày cuối cùng, tương ứng số tiền giảm là 90 ngàn. Như vậy, team của anh Luật phải trả là 210 ngàn đồng tiền xe. Là tôi trả hả? Còn team anh Huy Khánh vẫn là 300 ngàn đồng tiền xe. Chung luôn anh, mình lấy cái đó mình chung luôn. Được, mình nhiều mà. Nói chung là bởi vì làm cực khổ, chi tiền cũng sót lắm chứ bộ. Anh xài tiết kiệm. Sót với bộ, thấy anh Khánh anh móc ra 300 rớt mắt luôn. Trời ơi, thiệt. Anh đổ một hô xô mắt. Bỏ bàn gì với anh Khánh.
tục là combo đồ ăn sáng hôm nay. Tổng cộng mọi người đã sử dụng 3 phần là 90.000 đồng. Bên tôi ăn 1 phần hả? Thôi 70. Bên tôi ăn 1 phần. 2 phần. Dạ 2 phần. Đây đưa lại 70 đây nè. Rồi em hết 10.000 cho bên Lực. Trời ơi đủ rồi nha Dương Chiều Mai. Hết tiền đúng không? Dạ chưa ạ. Trời ơi em biết ơn tiền rồi chị ơi. Em kẹt tiền. Giờ em không có tiền. Trong buổi chợ chiều ngày hôm nay thì chương trình ghi nhận là mọi người đã sử dụng 2 chiếc giỏ may và không hoàn lại cho chương trình. Cái đó không bán nha, tặng cho cái người mượn mặt bằng và cái người cho mượn cái bàn để quay chương trình chứ không bán. Nhưng đây là 2 chiếc giỏ mà cơ sở may che lá đã cho chương trình mượn. Bao nhiêu tiền? Giá của mỗi chiếc giỏ may là 120.000 đồng. 120 phải không? 120. Cuối ngày về không còn nhiêu tiền. Số tiền tiếp theo là buổi tiệc ngày hôm nay. Rồi. Tổng số tiền là... Tổng hoàng hồn mình mới tá quả rồi, cái chầu này mấy triệu. Là... không đồng. Nửa đâu nữa chứ. Nửa đâu nữa, lật cái bàn cứ vậy đi về liền. Buồn quá, bị tịch thu nhiều tiền quá. Tính qua cái hết hồn luôn á. Đúng là khi mà mình cố gắng làm nhưng mà... mọi chi phí xung quanh mình nó bực gái leo thang nhiều thứ hơn thì mình mới thấy được là cái lời của mình không được nhiều hết. Bây giờ chúng ta sẽ đến với nội dung chính của ngày hôm nay, đó là tổng kết số tiền còn lại của hai cát chính. Thôi để cho hai bạn đếm đi, tôi đếm nãy giờ không ra nhiêu rồi không biết rồi. Hả? Đây còn đây là tiền riêng của anh hôm bữa giờ. Trời ơi, chưa. Hai cát chính đã nhờ chương trình kiểm tra số tiền. Vậy tiền của các khách mời thì sao ạ? Mọi người có muốn giữ lại vì đây là công sức lao động của mình hay không? Đúng như vậy. Hay là muốn gửi tặng số tiền này cho một trong hai cast? Bạn già. Đây sẽ là số tiền gọi là tiền nái để mốt tôi làm gian thương lấy cái vía của anh khách. Và đây để duy trì vốn cho những thành viên còn lại. Bạn già. Cái gì vậy? Tôi sẽ chia số tiền làm 3. 2 triệu mấy chia làm 3 khó à. Đâu đâu có cái này, tiền này của em. Đã chia rồi luôn hả? Anh Khánh 550. Bạn già có thể được 520. Ưu đãi đội nhà. Đúng rồi. Đứa mới này duy trì. Bạn già thiệt là lũ đảng. Bây giờ bạn ơi, tôi chúc em có số tiền này để kinh doanh nha. 1 triệu tiền vía rồi kinh doanh. Tôi nghĩ bạn lấy tiền này bạn về bạn mua đất đi. Mua đất làm chi, ở nhà tôi bao đất quá chừng về tôi gieo trồng nè. Tôi có xin hạt giống của anh Nam. Trước khi công bố kết quả thì chương trình xin được phép nhắc lại số tiền thưởng dành cho người chiến thắng ở chặng Bình Dương. Đó là 20 triệu đồng tiền mặt. Trời ơi. Xác suất cả ngàn cao dữ à. Tôi mà thua ông Khánh đúng 50.000 là tôi giận bằng lắm. Không, cái là đừng biết đâu, tôi không biết. Nếu mà thua 20.000 thôi, thua 20.000 là... Tôi chấp mạng 100.000 nữa. Đúng rồi. Và giải thưởng 20 triệu đồng sẽ thuộc về... Văn. Vô. Tôi lấy nước uống là đỡ căng thẳng coi. Ai cũng vậy, ai cũng được là quán quân hết. Rồi, nè khoan, cầm cái ly coi, nước suối thôi mà làm như thiệt vậy đó. Tôi là cứ sống sâu sắc trong hiện tại thôi. Vô. Nói chung là đi 4 ngày quá vui. Dù gì cũng cảm ơn mọi người nha. 1, 2, 3, đệ nhất môn sinh. Và chiến thắng thuộc về... anh. Phải từ, tôi nắm tay giống như hoa hậu vậy nè. Ai thắng cũng được anh trai, mãi yêu anh. Người chiến thắng ở chặng đầu tiên của mùa 2 đệ nhất mô sinh là Who's it gonna be? Who is it gonna be? Make some noise. Anh Tiến Lực. Hay anh Huy Khánh. Cái gì vậy bà nội? Cái gì vậy? Ủa gì vậy? Trời ơi, nhờ cái này á. Trời ơi. Hù tôi nữa, khỏi nhìn bà luôn, cho đợi bà nói đi. Nhấp nhả quá. Đọc hai số tiền coi. Số tiền đầu tiên 3.324.000 đồng.
rồi không phải của tôi, rồi bà nội, rồi của bà này. Đây này của anh thắng chắc. Không sao được, em không bao giờ được tới 3 triệu. Tiền của em, lúc em bắt đầu làm em có 900 ngàn, không mà em làm em bán được chừng 1 triệu mấy à. Nhưng mà em lời là ngày hôm nay hai cái tiền nó gộp một là em hơn anh, còn dạ, anh không chia có đại ca. Đúng rồi. Em tính rồi đại ca, là một thùng em bán có 500, hai thùng là 1 triệu đó đại ca. Mà lúc đầu em bán 20 ngàn một nãy, em bán gần 10 nãy em lỗ rồi hồng. Thằng này nó chạy tới nó nói em mới ngồi em tính ra được á. Em mới sắc nhỏ ra em bán thành 40 á. Và số tiền 3.324.000 đồng thuộc về anh Tiến Luật. Tiến Luật. Thấy chưa? Chưa má. Tiền rồi. Còn hơn luôn má. Anh làm nhiều tiền lắm em biết mà. Cỡ 2.9 triệu thôi à. Không có đâu mà phải. Anh bán 24 trái là 2 là 2.5 triệu rồi. Chia đôi rồi. Rồi anh bán. Vậy chương trình sẽ công bố khách mời chiến thắng. Vậy đi cho dễ. Khách mời có dự đoán chính xác đó là anh Khánh. Anh bán thêm được cái số dưa lưới đó là nghĩ là anh sẽ kiếm được nhiều tiền hơn team của Đạt để dám cá luôn. Nhưng mà mình sống, mình đang ở phe nào thì mình phải hết lòng với phe đó. Đến khi nào mà về sau mình có qua phe kia thì mình hết lòng lại, thì chắc chắn team của anh Luật sẽ là người chiến thắng. Tiến Luật vẫn là một tay buôn bán rất là cừ khôi. Nhưng mà theo như Hứa Minh Đạt thống kê được khẳng định, anh Huy Khánh thật sự chính là gian thương. Buôn bán không có một cái gian buôn bán trong đó. Phần thắng sẽ nghiêng về đại gia Huy Khánh. Khách mời có dự đoán chính xác đó là anh Đạt. Đạt Di hay Đạt Hứa nè? Vé làm hồi hộp thiệt luôn. Lúc đầu tôi thấy bình thường. Mình nhiều chuyện, mình nôn nóng, mình tức luôn. Khán giả giờ cọc tập TV luôn. Vâng, khách mời có dự đoán chính xác đó là anh Hứa Minh Đạt. Và chiến thắng thuộc về anh Huy Khánh. Không. Vậy là số tiền của anh được nhiêu? Với số tiền chặn Bình Dương là 4.100.000 đồng. 4.100.000. Thì mấy triệu? Em có 3 triệu mấy à, 3 triệu mấy à. Trời ơi, tôi còn giữ 1 triệu đây, tiền nái nữa nè. Bạn bỏ vô luôn là xong luôn rồi đó. Bỏ vô là một đống một nồi luôn á, nhiều lắm. Hay quá. Ok anh trai. 3 triệu mấy là ngon rồi nha. Không, em nhờ đúng cái bữa hôm nay đó chứ bán luôn chứ em bán đâu có được đâu. Cái thớt mà anh bán 100 ngàn mà. Thì đúng rồi. Thật ra là nhiều chiêu trò lắm, khi mà họ coi đi, anh coi lại đi, thấy anh Khánh anh cỡ gì cũng bào. Hay lắm, đi thôi. Đó là suy lắc léo. Và chương trình xin được phép gửi tặng đến anh Tiến Luật một phần quà. Ủa? Tuy không chiến thắng là chặn Bình Dương, nhưng với phần quà lưu niệm này, hy vọng anh sẽ có những trải nghiệm thú vị cùng chương trình trong suốt thời gian vừa qua. Ôi mắc lắm á cái này. Cái này phải 5-7 triệu đó. Wow, đặt một xoàng nha. Và sau đây chương trình xin phép gửi tặng đến khách mời có dự đoán chính xác một phần quà lưu niệm ạ. Đúng kiểu Google luôn bạn. Google luôn, đây chuyện đó cho. Trời ơi, bộ có chữ đệ nhất mưu sinh hết luôn kìa. Đây là phần quà, cảm ơn chương trình. Đây là phần quà do tự tay chủ cơ sở gốm đã làm. Và trên thị trường chỉ có duy nhất một bộ sản phẩm tại chương trình đệ nhất mưu sinh mà thôi. Đồng ba dữ luôn. Này. Để uống trà đồ bỏ đông trùng hạ thảo sức khỏe vàng vô đây. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, vẽ bằng tay đó các bạn. Hay vậy đó. Hơi cực nha. Chúng tôi rất tiếc khi bạn Đạt Di chưa có quà vì... Đâu có, dạ. Bạn Đạt Di có chứ. Cái phần này Luật xin gửi lại cho bạn Đạt đó. Vì những gì mà bạn Đạt làm mà làm cho Luật ngày hôm nay. Thôi được rồi, chắc chưa. Cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn em buồn của anh. Ok, cảm ơn em. Dạ, cảm ơn. Xin lỗi em trai, rây rứt lắm em trai ơi. Em vẫn sẽ là em của anh. Trái tim mong manh dễ vỡ của cửa hàng đã lành rồi, đã lành rồi. Trời ơi, anh nói đúng không? Anh em mình nói là đúng là sống sâu sắc trong hiện tại. Đúng. Rồi mắc nợ trong tương lai em trai. Vui hôm nay chú đã từ từ tính tới. Cảm ơn em nha. Đẹp. Dạ, tuyệt vời. Rồi, cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại ở chặng tiếp theo. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 20:35 tối thứ bảy hàng tuần trên VTV9. Và chặng tiếp theo sẽ được diễn ra tại
Đồng Tháp. Yeah! Để nhất môn sơn. Ta sẽ trở về mái nhà. Có nắng, có gió, có chiếc nón lá ta đi trải nghiệm. Mưu sinh, khám phá đến thấy rõ nét bao nhiêu con người thân thương. Những nơi đây tình quê hương. Ta sẽ thức dậy ra đồng. Chào bà con miền Tây, chào tất cả bà con Đồng Tháp. Để nhất mưu sinh đã đến rồi đây. Công ty trách nhiệm hữu hạn Phát Tài. Công ty lớn dữ trời. Hiện tại giờ nó nếu mà có việc làm thì chỉ là làm việc phổ thông thôi, quân vác gạo thôi. Cái đó anh với nói giỡn đúng không, chứ vác gạo thì thời buổi giờ ai mà còn dùng sức vác gạo nữa. Không, nói chung thì cũng phải có sức, cũng phải khuân được bao khối lượng từ 25 đến 50 kg. Ây cha, cuộc sống ổn không? Không thấy cái y gan luôn hả? Phải nói đây là một việc rất nặng nha, nguy hiểm nữa. Ủa anh làm gì vậy, ngày lương nhiêu anh? Một tấn hàng là sẽ được 19 ngàn.